chương trình đã rầy công đi khắp những nơi trong cùng ngõ hẻm để tìm những cái nhân vật bắt họ đeo headphone vô hát để làm gợi ý cho những người chơi ngày hôm nay. Hy vọng là những người chơi bằng cái tài năng âm nhạc của mình sẽ đoán được đó là bài hát nằm trong bộ phim nào. Wow. Hãy nhớ nha. Bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên. Một chút tình yêu em xót xa kỷ niệm. Bài gì vậy? Nụ hồng rồi, mong chị Minh Thư à? Nụ hồng mong manh. Phim 5, 4, Thiên đường mong manh. Thiên đường mong manh. Không chính xác. Dễ là bờ thiên đường. Bộ phim nha. Xin mời. Còn trong mong chi. Giả từ dĩ vãn. Giả từ dĩ vãn. Không chính xác. Vừa đi vừa khắp những nẻo đường phương xa. À, trong phim gì hả? Trong phim gì? Hai đội đã hết lượt trả lời của mình và đó chính là bộ phim Đồng Tiền Sương Máu. Đây là ca khúc Thiên Đường Mong Manh do ca sĩ Cẩm Vân trình bày. Bây giờ bài hát kế tiếp, xin mời. Nhuyễn nhuyễn xoan xí xí xoan về. Quay doi xoay xí xoan về. Bỏ tay, xin mời. Tây Du Ký, Tây Du Ký, Tây Du Ký. Án chính xác. Yeah. Bài hát thứ ba xin mời. Bài gì ạ? À? 3, 2, 1, hết thời gian. Nobita, Nobita, Usarita. Không đúng, Usarita. Usarita, chính xác. Usarita. Nobita. Bây giờ em sẽ mang cái sự trải nghiệm mới mẻ này đến trường quay. Đầu tiên chúng ta sẽ mời đội trưởng. Đúng hả? Ngọc Tiên bên đây. Tiên ơi, mình nhẹ nhàng mình đeo cái tai phone này vào nha. Và Tiên hãy hát những gì mà Tiên nghe được. 3, 2, 1, hát nha. Hàng cây xôi bóng yên trên sông sông. Những nẻo đường phù sa. Những nẻo đường phù sa. Đáp án chính xác. Trên sông sông, dòng sông hiu hắt mênh mông buồn trong chút cô đơn trong cõi lòng. Thần âm dâng theo con sông, ngọn sóng buốt cao. Bây giờ dĩ nhiên thành viên tiếp theo đó chính là Thánh Trà Đĩa Kiên Dương. Bài hát trong bộ phim gì nha? 3, 2, 1. Con mở cho lòng đôi mấy con yêu thật thà. Nếu con về nhà. Doraemon. Không chính xác. Ôi dài 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 dài. Tấm cám. 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 Tấm 1, 2, 3, 4, 5. Tấm cám ngoại tuyển. 1, 2, 3, 4, 5. Hết giờ. Hết giờ. Khoan. Đi về kia. Anh làm cái gì mà anh cứ. Đáp án cuối cùng của bên đội của chị Thư đó chính là tấm cám. Nhưng mà rất tiếc, đáp án chính xác của chúng tôi đó chính là tấm cám chuyện chưa kể. Và bây giờ hãy cùng nhau điểm qua điểm số của hai đội như sau. Đội của chị Minh Thư là 6 điểm, đội của Ngọc Tiên là 8 điểm. Không sao cả,
chúng ta vẫn còn hai vòng thi nữa. Quý vị đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.